Vâng, xin chào anh ơi, chào anh em, chào mừng có quay trở lại với kênh bé. Ngày hôm nay thì đang test một combo bao gồm là vang cơ lai số và lân tiếng, gửi cho bác khách, bác nâng cấp dàn thanh karaoke của nhà đây. Bác nâng cấp với một em Omni thôi, nhưng mà bác đang cần một em vang cơ lai số để hát hò và thêm một em lân tiếng nghe nhạc nữa. Thì đây combo mà em đang nắp cho bác đây. Combo giá máy thì vào có 2 triệu đồng thôi. Đấy, cả vang và cả lân tiếng thì giá máy có 2 triệu đồng thôi. Dây dợ thì bác đã có rồi. Đấy, còn anh em có nhu cầu lấy thêm dây rắc gì đấy thì anh em có thể lấy thêm. Và phí ship cả hai con này về thì nó rơi khoảng tầm 50 đến 55 ngàn đồng thôi, nếu mà các bác lấy cả hai em. Đấy, chia sẻ luôn về cái phần này giá cho anh em. Giá báo luôn nhá. Lick 380 Plus em đang thấy 1 triệu 150 ngàn đồng. Ta FX21 là giá máy luôn là 850 ngàn. Đấy, chia sẻ luôn cho anh em để anh em là có nhu cầu lấy thì anh em có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại ngay trên màn hình luôn cho anh em luôn. Và bây giờ thì em sẽ test thử cho ba anh em nghe thử cái chất âm của cái combo này luôn nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ test nhạc trước đi. Test nhạc này. Đây là khi có lân tiếng các bác nhé. Em sẽ tắt đi không có lân tiếng này. Nghe thấy trực tiếp luôn, đây là cùng một bộ dàn và chỉ cần là tắt mở lân tiếng thôi các bác đã nghe được phần tiếng nhạc nó khác hoàn toàn không. Và với dòng vang cơ lai số thì một đặc điểm của em nó là có tiếng vượt rất êm ái, và em test tiếng mic cho anh em nhé. 1 2 2 3 4 5 6 7 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
giữ cái nút zip này rồi. Là các bác có thể thay đổi các chế độ khác nhau, và ở đây có 16 chế độ khác nhau để anh em có thể thay đổi và cài đặt tùy chỉnh theo luôn. Chỉnh những cái tông mic, tông nhạc cực kỳ chi tiết rồi. Ở đây có 3 nút, 4 nút âm lượng, music này, mic này, echo, reverb chỉnh riêng biệt hoàn toàn hết cho anh em luôn. Đây chống hú các bác nha. Đấy, nút chống hú đây. Chúng các bác nhớ nhấn vào giúp em nhé. Và đây là combo mà em muốn giới thiệu cho bác anh em để nâng cấp dàn âm thanh karaoke, đặc biệt là với những em âm ly, vì khả năng chống hú của em băng cơ lai số và hiệu ứng effect của nó rất là mượt mà cho bác anh em luôn. Và anh em nào yêu nhạc thì các bác có thể lấy thêm em nâng tiếng nghe nhạc quá tuyệt vời luôn, giá rất hợp lý. Và anh em có nhu cầu thì các bác có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại giúp em nha, 0981 058 656 để đặt hàng. Và anh em đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.